Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thanh Hóa vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ một đối tượng ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt 850 triệu đồng. Theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra, sau khi quen biết chị LTS sinh năm 1989 ở xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, Lại Văn Sơn đã lập một tài khoản Facebook với nickname Phan Công Hoàng và đăng ảnh đại diện là hình biểu trưng của lực lượng công an nhân dân. Sơn giới thiệu với chị S là mình đang công tác tại một đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an. Sau đó, Sơn lập thêm các tài khoản Facebook khác giữa các nickname Nguyễn Thai, Hoàng Thanh Tung, Diêu Khoa và cũng lấy ảnh đại diện là những biểu trưng của lực lượng công an nhân dân để làm quen, nói chuyện với chị S và tự giới thiệu là bạn đang công tác cùng đơn vị với Phan Công Hoàng. Khi đã tạo được tình cảm lòng tin với chị S, với các tài khoản Facebook trên, Sơn đã viện ra nhiều lý do để vay tiền của chị S chỉ tính từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019, Lại Văn Sơn đã lừa đảo chiếm đoạt của chị S tổng số tiền 850 triệu đồng.